Kính thưa anh chị và các bạn, đây là khu đô thị WideEnrichedByGeoHomes.com. Khu đô thị này tọa lạc tại Wesley Chapel, Florida. Đây là phần computer animation của cổng vào của khu đô thị. Trong phần phase 1 của development có tất cả 380 căn nhà rao bán từ ngày 5 tháng 12 năm 2020 và hiện tại hơn 50% đã được bán. Khu đô thị này có 25 mẫu nhà tất cả với giá trung bình từ 310 tới 560 ngàn cho mỗi căn. Và đặc biệt hơn nữa, khu đô thị này không có trả phần CDD. Và đây là computer animation của Clubhouse. Hello mọi người ơi, hôm nay mình tính đi lại cái chỗ The WideEnrich. Nó có một cái community mới, nó có một khu đô thị mới. Tụi này là chủ cái chủ đầu tư của cái WideEnrich này là của tụi GL Homes á. Nó có một cái khu đô thị mới, mình tính đi quay phim cho mọi người xem, mà hôm nay là mấy cái nhà mẫu nó chưa có xong, nó còn trang trí đồ nhiều lung tung quá nên đã chưa vô coi. Nghe nói là tới khoảng giữa tháng 2 nó mới cho vô coi, do xem ở trong. Thì bây giờ mấy người đợi mua nhà, chọn nhà mẫu, chọn nhà lung lung tung beng hết trơn thì chỉ đợi thôi, chơi bây giờ nó chưa cho vô. Tôi phía bên đó cho xem thử á, nó chưa cho vô nên mình không dám vô. Nếu mình vô trong đó nó đá mình ra, nó đuổi mình về luôn, không cho mình vô không. Đây, no trespassing, nên mình vô không được. Mình chỉ quay chơi sơ ở trên bằng cái drone đó cho mọi người xem thử thôi. Cổng thường thì nó có tụi security nó giữ cửa luôn, mà bữa nay nó mới đang cho xem nhà công nên ra vô thoải mái. Bình thường thì nó có người xem, người gác ở đây, đi ra thì không sao, đi vô thì nó check bên kia. Chỗ cái này đi về nhà mình cũng khoảng cái đèn đỏ
nhỏ thôi. Và khỏi đèn đỏ là tới rồi. Mình quay liên tục cho mọi người xem để cảm giác được nó cái ba xe từ đó đến tới nhà của mình. Chạy khỏi đèn đỏ mình vào trái là vô khu nhà mình. Còn ở trên nhà mình chạy xuống thì nằm phía bên tay trái, phải dư thơm là mới vô được. Thì trời không lạnh mà thấy mây âm u quá. Có thể hôm nào trời nắng mà lại mình quay một lần nữa, tại vì bữa nay nó còn không được trời nó không được đẹp, nó quay nhà nó cũng phim nó không ra lên đẹp mấy. Thì bữa nào trời nắng là mình lại quay lần nữa cho nó rõ nét hơn. Chỉ quay nhiêu thôi, tới nhà rồi. Bây giờ đem đồ vô cắt. Thì xin hẹn gặp lại mọi người một clip sau nha. Thì bữa nay chỉ quay sơ sơ cho mọi người xem phía trên xuống thôi, thì chỉ không có vô trong nhà mẫu được. Tại vì bữa nay nhà mẫu nó còn đang trang trí, nó chưa có xong không, thì mình vô trong không được. Nên có thể lần sau. Thì hẹn gặp lại video sau. Xin chào mọi người, bye.